thần cồn tái xuất. Ông đã về rồi đó hả? Sao mặt mày xám xịt thế kia? Bà thì biết gì mà hỏi. Đường đường là lý trưởng, cũng có hạng trong làng, ấy thế mà tôi lại chẳng bằng Trang Quỳnh. Tiếng là ông ta không có chức sắc gì, nhưng lại thường được chúa gọi vào hầu. Trời ơi, ông thì làm sao mà so được với Trạng Quỳnh chứ? Ông ấy nổi tiếng khắp nơi, chỉ là không muốn làm quan thôi. Chứ cái ngữ như ông á thì làm sao bằng được mà đòi so sánh. Bà, bà cũng đúng. Hôm nay tôi nhìn thấy ông ta võng lộng về làng mà tôi hâm mộ quá. Ước gì mình cũng được như ông ấy nhỉ? Được đối đãi như quan to, được vào hầu chúa. Ông dốt thế, liệu mà thu xếp quà bánh sang nhà Trạng Quỳnh mà nhờ cậy ông ấy? Ông ấy tài giỏi, được chúa tin cậy như vậy, không chừng ông ấy có thể nói tốt cho ông dăm ba câu trước mặt chúa. Lúc ấy thì chúng ta sẽ thành ông nọ bà kia chả mấy hồi. Nhỉ, hay. Bà mau mau thu xếp cho tôi cái tráp lễ mừng, chiều nay tôi sẽ sang nhà Trang. Biết rồi. Kìa, ông Hương cả, sao ông ta lại ở đây nhỉ? Ông Hương cả đây à, sao ông lại ở đây? Việc của tôi liên quan gì đến ông mà hỏi? Quái lạ, vừa nãy ở góc đa ngoài kia, mình cũng thấy mấy ông hương thân chức sắc lắm la lắm lét đi ra, giờ lại gặp tay Hương cả ở đây nữa. Xin hỏi Trạng Quỳnh có nhà không? Ông lý trưởng đây à, mời ông vào nhà chơi. Chuyện là vậy, mong Trạng chiếu cố giúp đỡ tôi, nói giúp tôi vài lời với chúa thượng để ngài gọi tôi vào hầu, cho tôi được hưởng chút lợi nhà chúa. Tôi mà được làm ông nọ bà kia, nhất định sẽ không quên ơn Trạng. Thì ra là như thế. Chuyện này cũng không có gì khó. Mấy ông hương thân chức sắc trong làng cũng vừa đến nhờ tôi cả. Vậy là quan Trạng có cách phải không ạ? Thế này ông Lý à, ngày mai tôi sẽ lên kinh. Nếu ông muốn làm ông nọ bà kia thì tối nay đến nhà tôi đánh chén một bữa, rồi ngày mai tôi sẽ đưa các ông lên kinh sớm để ra mắt chúa thượng. Ôi quý hóa quá, đội ơn quan Trạng. Quan Trạng đã thương cho như thế thì còn gì bằng. Tối nay tôi nhất định sẽ tới. Thưa các vị hương thân chức sắc, chỉ cần đợi đến ngày mai thôi, các vị sẽ trở thành những ông nọ bà kia hết. Tôi xin chúc mừng các vị trước. Nào, chúng ta cùng nâng chén cạn. Chúng tôi xin đội ơn quan Trạng. Nào nào các vị, cạn chén. Chà, rượu ngon. Người đâu? Các anh cứ theo kế hoạch mà làm. Vâng. Bà lớn ơi, ông lớn nguy rồi, dậy mau. Có chuyện gì mà ầm ầm lên thế? Ông nhà uống say bí tỉ nên bị cảm lạnh rồi. Bà phải đánh gió cho ông ấy ngay đi, nếu không sẽ nguy hiểm đấy. Phải đánh thật mạnh nhé. Say đến không biết trời đất là gì thế này, không cảm lạnh mới lạ đi. Đã thế cho biết tay bà. Chưa này. Ôi đau quá, bà làm cái gì vậy? Ông là ai, sao ông lại ở đây? Bà đâu có phải vợ tôi. Đây là đâu? Ôi mệt quá, sao mình lại ở trong nhà đó được nhỉ? Cút ngay. Đau quá, sao lại thế này?
trời ơi, ông nọ bà kia hóa ra là thế này sao? Cả đám lại mắc lỡm của trạng nữa rồi. Từ nay xin chừa. Sự tích hoa gạo. Chuyện kể rằng có chàng trai nghèo yêu cô sơn nữ xinh đẹp. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng họ quyết định lấy nhau trong sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Họ chuẩn bị cưới thì trời đổ mưa, cơn giông ào ào kéo đến. Trời, sắp bão to rồi. Bão tới rồi, chạy thôi. Chạy thôi, bão rồi. Nước dâng cao rồi, lũ rồi, chạy lên núi mau. Ông trời thật bất công với vợ chồng mình. Đúng ngày mình cưới thì lại bão lũ thế này. Thôi, dù sao mình vẫn còn sống. Ôi, nhà của tôi, thế này thì biết sống ở đâu, biết lấy gì mà ăn chứ. Cũng lạ thiệt, trời đang nắng nóng, thế mà đột nhiên có sấm chớp với mưa giông bão lũ được. Ông trời ơi, ông thật là bất công với những người nghèo khổ chúng con. Thế thì mọi người biết sống thế nào đây? Không được, ta phải lên trời hỏi rõ sự tình Ngọc Hoàng, đòi lại công bằng cho mọi người mới được. Nhưng chúng ta mới cưới, chàng đi xa như vậy, đường đi thì nguy hiểm, thiếp ở lại biết làm sao? Nàng yên tâm, ở nhà đã có mọi người bên cạnh đồng cam cộng khổ cùng nàng. Ta đi rồi sẽ sớm trở về. Tấm vải đỏ này sẽ chứng minh cho tấm lòng chung thủy của ta. Dù khó khăn gian khổ đến đâu, ta cũng sẽ vượt qua và nhanh chóng trở về bên nàng. Nàng hãy chờ ta nhé. Và thế là chàng trai ra đi, tìm đường lên thiên đình để gặp Ngọc Hoàng, để hỏi rõ sự tình vì sao lại có bão lũ trong khi dân làng đang sống một cách yên bình. Đường đi gập ghềnh, hiểm trở, chàng đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng khó khăn không ngăn nổi quyết tâm của chàng. Cuối cùng, chàng đã tới được thiên đình và gặp được Ngọc Hoàng. Bẩm Ngọc Hoàng, trần gian mưa nắng thất thường, cuộc sống con người rất cực khổ. Con xin người xem xét lại, chỉ nên cho nắng mưa vào một mùa nhất định thôi, như thế con người sẽ bớt khổ. Trên thiên đình, ai trông coi việc nắng mưa vậy? Dạ bẩm, đó là thần sấm, nhưng thần vốn ham vui nên có nhiều lúc chểnh mãn ạ. Vậy à, cho gọi thần sấm tới, ta muốn hỏi rõ việc này. Dạ bẩm, xin Ngọc Hoàng minh xét quán việc nắng mưa cả trần gian rộng lớn như vậy. Một mình thần không làm xuể, xin người giữ chàng trai này lại phụ giúp thần. Dạ, như vậy e không tiện ạ. Con là người phàm, hơn nữa con vừa mới lấy vợ. Nếu con ở lại, vợ con ở nhà biết làm sao ạ? Người vừa muốn việc nắng mưa dưới hạ giới đều đặn mà lại không chịu hy sinh một chút à? Dù sao, người cũng lên tới tận đây tìm Ngọc Hoàng, có việc gì mà ngươi không làm được chứ? Nhưng xin Ngọc Hoàng nghĩ lại, con không thể để vợ con mòn mỏi chờ ở nhà được. Ý ta đã quyết không được trái lệnh. Ngươi ở dưới trần lên là người hiểu rõ tình hình dưới đó, hiểu rõ việc nên cho mưa nắng lúc nào. Nên ta nghĩ để ngươi giúp thần sấm là một việc sáng suốt. Ta hạ lệnh, từ nay ngươi phải ở trên thiên đình làm thần mưa và phụ giúp thần sấm trong việc mưa nắng của trần gian. Cấm không được lơ là, nếu còn có ai ở hạ giới lên tấu việc nắng mưa thất thường, ta sẽ hỏi tội ngươi, nghe chưa? Và thế là, quản việc mưa nắng dưới trần gian, việc phải xa cách người vợ hiền của mình, làm chàng buồn rầu. Mỗi lần nhớ nàng, nước mắt chàng lại tuôn trào. Một ngày tháng 3, Ngọc Hoàng có chuyến chu du trần gian. Mọi việc đều làm cho Ngọc Hoàng hài lòng. Tuy nhiên, khi đi qua nơi ở của chàng trai là thần sấm, Ngọc Hoàng lại thấy buồn đến nao lòng với hình ảnh một cô gái tay buộc chỉ đỏ đang ngồi cạnh cây nêu buồn rầu ngóng lên trời. Khi biết đó chính là vợ mới cưới của thần mưa, Ngọc Hoàng lấy làm cảm động. Ta rất tiếc vì câu chuyện tình buồn của hai ngươi. Tuy nhiên, thần mưa giờ đang làm tốt nhiệm vụ của mình, nên ta không thể để thần quay trở lại trần gian được. Ta sẽ cho ngươi một điều ước, ngươi muốn gì nào? Nếu vậy,
xin người biến cây nêu thành loài hoa có rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn cao để thần có thể ngồi lên đó, nhìn thấy chàng, dải vải đỏ biến thành bông hoa để chàng nhận ra thần. Được, ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi. Và thế là, ngày nào cô gái cũng lên cây ngồi, ngước đôi mắt long lanh nhìn về phía bầu trời trong xanh, chỉ với mong ước một lần, được một lần nhìn thấy chàng trai. Vậy là ta đã nhìn thấy chàng rồi, chàng vẫn khỏe mạnh như xưa, thấy là ta mừng rồi, giờ ta có thể mãn nguyện đi theo chàng. Để tưởng nhớ cô gái và tỏ lòng tiếc thương với chuyện tình buồn của đôi trai gái, người dân xây mộ cô cạnh cây hoa và gọi hoa đó là hoa gạo, loài hoa đỏ rực như tình yêu nồng thắm của họ dành cho nhau. Cánh đồng bốc cháy. Ngày xưa, tại một ngôi làng ven biển, người dân nơi đây ngoài làm nghề đánh cá, họ còn trồng lúa để làm lương thực. Trồng lúa ở đây là việc rất khó, nên cánh đồng lúa quý như sinh mạng của họ vậy. Kato, làm việc vất vả quá, anh uống một tách trà đi này, trà mới hay thơm lắm. Cảm ơn ông Hamaguchi. Ông Hamaguchi, cho tôi một tách trà với được không? Tôi khát khô cả họng rồi. Được thôi, trà còn nhiều lắm. Ấm trà bé như thế này thì ông ấy phải pha bao nhiêu mới mời đủ mọi người nhỉ? Thật ra ai cũng đã mang theo nước rồi, nhưng ông ấy vẫn cứ thích làm những việc không đâu như thế chứ. Kể ra thì ông ấy cũng tốt bụng, nhưng nhiều lúc tôi thấy ông ấy ngốc nghếch nhiều hơn. Chào John ngốc nghếch. Tớ không ngốc, ngày nào cũng thấy ông cháu cậu mời trà mọi người, trong khi ai cũng có nước uống rồi. Không phải ngốc thì là gì? Đó là vì ông tớ có trà ngon nên muốn chia sẻ với mọi người mà thôi. Bố mẹ tớ nói là làm tốt việc của mình là mệt lắm rồi, còn hơi sức đâu mà quan tâm đến việc của người khác như ông cậu. Chỉ có ngốc mới làm thế. Cậu... Năm đó, thời tiết rất thuận lợi. Những cánh đồng lúa vàng ươm, nặng trĩu hạt chỉ chờ thu hoạch. Dân làng tổ chức một lễ hội lớn mừng vụ mùa bội thu. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt, tiếng hát và tiếng nhạc tràn ngập không gian. Nhưng dường như trái ngược với không khí ấy, ông lão Hamaguchi vẫn sống bình lặng trong căn chòi nhỏ của mình trên sườn núi. Chà, thời tiết hôm nay thật đẹp. Nhưng mà cháu muốn xuống dưới làng chơi cơ, sao mình cứ phải ở mãi trên này hả ông? Ông cháu mình có nhiệm vụ rất quan trọng, không ai thay thế được đâu cháu à. Chúng ta phải canh giữ đồng lúa. Lúa thì vẫn ở đây thôi, trên này có ai đâu mà phải canh hả ông? Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cháu à. Chỉ cần lơ là đi một chút, thành quả của mọi người có thể sẽ tan biến như bọt biển đây. Nguy rồi, phải cho mọi người biết mới được. Châm cho ông một ngọn đuốc nhanh lên. Để làm gì hả ông? Làm theo lời ông, đừng hỏi nhiều. Dạ. Ông ơi, sao ông lại đốt lúa? Ông bảo lúa quý như tính mạng cơ mà. Chết rồi, trên sườn núi bị cháy, phải đánh chuông gọi mọi người đi cứu lúa. Cháy rồi, đi cứu lúa bà con ơi. Ông Hamaguchi canh lúa kiểu gì mà để cháy to thế này? Có mỗi việc canh lúa mà làm cũng không xong. Tất cả mau lên núi cứu lúa đi. Ông làm gì thế này? Sao ông lại đốt lúa? Ông tính cho chúng tôi chết đói sao? Hãy nhìn biển đi rồi sẽ rõ. Trời ơi, sóng thần. Sao ông biết được chuyện này? Ta đã sống đủ lâu để biết được dấu hiệu của một trận sóng thần là như thế nào. Cảm ơn ông đã cảnh báo chúng tôi. Nếu ông không làm thế thì tất cả chúng tôi đã mất mạng. Chúng tôi đã hiểu lầm và thường xuyên chê bai ông.
xin hãy tha lỗi cho chúng tôi. Tất cả đã cuốn đi theo cơn sóng thần vừa rồi. Từ giờ chúng ta hãy cùng làm lại từ đầu nhé. Nhất trí. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.